À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Trạng tiếp tục chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai thành phẩm và mùa để chuẩn bị cho Tết 2023 luôn cô chú anh chị nha. Và chỗ của anh thì mình có đại lộc, cây đế thú ha cô chú, với lại thọ hương và mùa đặc sản chỗ của anh Trạng ha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Trạng ở những clip trước, và chúc cô chú anh chị mình xem hết clip này sẽ chọn được cây mai ưng ý cho Tết 2023 luôn ha. Anh chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang ha. Rồi hôm nay về cái lô mai đại lộc vào mùa, thọ hương với cúc không nhị anh chị, thì kính mong cô chú anh chị có ủng hộ. Rồi số điện thoại là 0932999393. Rồi mã số tiền là mã số 26 anh chị, cây đại lộc đế thú ha. Dạ. Đầu đế đầu đại lộc đế thú lùng lực nha cô chú anh chị. 26. Thọ thú này ấu nu luôn nha. Đủ ăn. Có ăn có uống có bia rồi nhậu nữa. Rồi cái này già mùa lắm rồi nha biết cô chú anh chị. Cái này hoành là được 32. Chiều dài con thú là được 24. Chiều cao 72. Tàn ngang 86. Rồi mã số 26 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 3.7 ha. Dạ 3.7 nha cô chú anh chị. Đại lộc đế thú. Dạ mùa mà nút nụ kiệu luôn nha. Cái này ghép nhiều bo lắm đó cô chú anh chị. Này để Tết rồi chân là hết thấy. Dạ. Rồi. Mã số 27 cũng là đại lộc luôn. Cái này đế thú có đuôi hả anh chị? Nguyên cái mâm tạng lớn luôn hết cô chú. Cái này ghép em ghép hai mùa cho anh chị. Cho nên là nút nụ dữ lắm, cây này nụ lắm anh chị. Cái lô đại lộc này nụ lắm. Trời nụ là như xương cá luôn cô chú chị, về mình đặt lá chơi Tết lại mà nhức nhối luôn ha. Nhức nách. Nhức nách luôn. Có đuôi luôn hết cô chú chị, cái đuôi này cũng là đại lộc luôn nha. Rồi. Hoành 28 gì? 28 hoành. Chiều cao 75. Tàn ngang 86. Rồi mã số 27 cây đại lộc này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Dạ 2.500.000 nha cô chú. 2.500.000 á. Là cây lùng lực luôn nha. Trời. Mã số 28. Rồi 28 cây này hơi xíu. 28 là cái cúc hoa hồng thanh tú nha anh chị. Cái này cái hoành này dữ lắm nha anh chị. Tại vì này em ép chậu ha. Này về anh chị mình thay chậu mới là đẹp, là cây lực lắm nha. Nè. Hết biết đấy anh chị. Cái này hoành khủng nha anh chị. Con đâu hoành đi thôi. Cái hoành này như là 4 đi thôi anh chị. Nè. Không có cắn thước đâu nha. Chiều cao 78. Tàn ngang là 90. Rồi mã số 28 cây cúc hoa hồng thanh tú này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.900.000. Dạ 2.900.000 thôi cô chú anh chị. Cái này chơi bông là bao la luôn nha cô chú. Dữ lắm mất nụ luôn hả. Hoa hồng thanh tú thì bông chùm nha anh chị. Đó. Cây nó đang sung thì dùng là mấy bông nó sẽ không có nhụy ha. Mã số 29. 29. Cúc thọ hương. Cái này cũng mâm tàn lớn luôn cô chú anh chị. Rồi dáng ảnh ảnh luôn nha. Rồi cái này ép được 6 bo nha cô chú anh chị. Có đế cũ mà để nơm luôn nha anh chị. Rồi cây này hoành vị trí này là được 29. Chiều cao 80. Tàn ngang 91. Rồi mã số 29 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ 2.200.000. À, 30. Rồi cây đại lộc dáng bay. Đại lộc dáng bay thì ít có nha anh chị. Rồi nở bông một cái nha.
Tại vì Đại Lộc mình nuôi cái tàn mà được dán bay thì lâu lắm nha anh chị ơi. Nút lụ quá trời luôn á cô chú anh chị. Dán bay cây này nở hậu luôn nha cô chú anh chị. Đại Lộc dán bay. Ở cây này hoành là được 30. Hoành hoành đế nở này là 44. Chiều cao là 68. Tàn ngang rộng 72. Chiều dài tàn bay là 106. Rồi mã số 30 cây Đại Lộc dán bay này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.9 ha. 2.9 thôi cô chú anh chị, là mình có một cây già mùa dán bay chơi Tết luôn ha. Mã số 31 Cúc Thọ Hương. Dạ, cây Thọ Hương nha cô chú, cây này cũng già lắm, già luôn ha. Dạ, cây này cũng nụ nút có hết cô chú anh chị mình yên tâm. Cây này bo ghép nó bằng ngón tay cái em nha anh chị. Nó kéo nhựa vô tới cái mặt cắt luôn nè. Mã số 31 Cúc Thọ Hương. Cây này hoành thân được 26. Chiều cao 86. Tàn ngang 93. Rồi mã số 31 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.500.000. Dạ rồi, 1.500.000 nha mấy cô chú anh chị. Rồi, 3 tà 500. Rồi, mã số 32 cũng là Thọ Hương luôn. Rồi, cái này lùng lực tàn tròn đều nha anh chị. Đấy nở. Cái này ghép 5 bo. Cái này mâm tàn lắm ha. Ôm không hết nha anh chị. Mã số 32 cũng Thọ Hương già mùa. Dán trực lùng lực tàn tròn đều. Cái này làm được 24. Chiều cao là 68. Tàn ngang là 89. Rồi mã số 32 xin giao lưu với cô chú chị mình 1.500.000 luôn. Dạ. 1.500.000. Rồi cô chú anh chị mình ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0932999393 ha anh chị. Số Zalo số đó luôn. Dạ, tiếp theo là cái mã số 33 ha cô chú. 33 Cúc Thọ Hương luôn, già mùa luôn nha anh chị. Dán hơi siêu đủ nút bao la luôn nha cô chú. Nụ là ú nu luôn á cô chú. Cái này cây này xù luôn, hết phôi luôn. Dạ, mình cái tụi cuốn thôi. Hoành là 21. Dạ. Cao 79. Tàn ngang 86. 33 xin giao lưu cô chú chị mình là 1.400.000. Dạ rồi, 1.400.000 nha cô chú anh chị. Cơm lùng lực ha. Mã số 34 Đại Lộc. Rồi Đại Lộc giờ mua nha anh chị. Đủ nút là kẹo nẹo luôn cô chú anh chị nha. Cây Đại Lộc già mùa. Ồ, Đại Lộc mà lá xem như vàng lá ha. Xanh cảo luôn ha anh chị. Dạ, cây này cũng nhiều vo lắm rồi cô chú anh chị, vo lụa vụ luôn. Đại Lộc này thì Tết bông khỏi chê anh chị ơi. Đại Lộc thì bông thường thường lớn hơn các dòng cúc nha anh chị. Đó. Nó bông từ 20 đến 40 cánh. Cái này hoành là được 25. Chiều cao 79. Tàn ngang 87. Rồi mã số 34 cây Đại Lộc là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ rồi, 2.400.000. Mã số 35 con dê. Rồi cái này lùng lực cái. Cây Đại Lộc để thú. Phát đất không thấy cái đế luôn rồi. Đế là cục. Như cái củ khoai mì á. Cái này ghép 6 bo già mùa nha anh chị. Dữ lắm cái lửa bo lớn. Đại Lộc mã số 35. Cây này hoành là được 27 dê, 26 dê.
chiều cao là 67, tàn ngang là 76, rồi 35. Cây đại lộc này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000. Dạ rồi, 2.300.000. Đại lộc bonsai đế thú, mã số 36. 36 cũng là đại lộc luôn anh chị ơi. Ồ hay già mua, cô chú chị mình yên tâm gì lúc nổ nha, bon rất lớn luôn ạ. Cứ đế làm cho bài luôn á cô chú chị. Cái này hoành là được 28, chiều cao là 79, tàn ngang là 85. Đại lộc mã số 36 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Dạ rồi, 2.500.000. À. Mạnh ha. Nếu liền mà cắt nó kéo rất là mạnh luôn rồi cô chú anh chị. Lụ nút thì khỏi chơi luôn chứ ha. Cúc đại lộc. Rồi một cây cúc đại lộc nha cô chú. Cúc đại lộc lắc luôn nha cô chú anh chị. Cúc đại lộc bông rất là đẹp anh chị. Kéo rõ ra. Nụ quá trời nụ luôn, nụ là nụ khích luôn cô chú anh chị. Rồi đế là nguyên một củ luôn nha quý cô chú. Cái này hoành là được 24. Chiều cao 109, tàn ngang 103, mã số 37. Cây đại lộc này xin giao, cúc đại lộc này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.300.000. Dạ rồi, 2.300.000. Rồi mã số 38. Cây đại lộc, đại lộc lớn nha anh chị, lực cây nha cô chú anh chị, trần thông luôn. Cây này đại lộc lớn nha, mã số 38. Rồi, 23. Quá trời nụ nút luôn đó cô chú anh chị. Ồ, cây này ghép rất là nhiều bo hơn chị, cây này nút dữ lắm, nút anh chị ơi. Cứng nút luôn nè. Nụ là kẹo nẹo luôn cô chú anh chị. Chị xem dàn nút ha. Này tết cho ông là dữ nhằn lắm luôn. Ồ, đế nè chị ơi, nguyên cụ đế đặt luôn anh chị. Đế nở đi đặt ha. Rồi mấy cây đại lộc già mùa mà đế này cũng ráng chơi với cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình về mình kiếm cái chậu lục giác mà nó cao cao tí để cái phòng khách là nhất cái nách. Dạ, dạ. Cái củ đế này là 57, 56. Hoành là 35. Dạ. Chiều cao là 118. Tàn ngang 102. Rồi mã số 38 cây đại lộc là xin giao lưu cô chú anh chị mình là 4.300.000. Dạ 4.300.000. Cũng là đại lộc luôn nha anh chị. Rồi bữa nay mình đi đại lộc nhiều. Ồ, đại lộc là đế nè chị ơi. Cây này chén khum khum mà quá trời cái nồi đế luôn rồi cô chú anh chị. Nắp đơm đặt một củ luôn ha. Cây này đế khỏi chê luôn anh chị. Rồi mấy cái chọc ghép này là lớn lớn liền hết trơn cô chú chị. Cái này em ép chậu anh chị về, anh chị chậu hãy cho ra chậu lớn hơn tí được ha anh chị. Đó. Đủ nút quá trời luôn nha cô chú. Đưa ra chậu lớn tí nữa thì cây sẽ thoát thông hơn. 38 là 4.300.000. Cái củ đấy đặt này là 55. Hoành thân là 35 luôn, 35 hơn tới 35 ha. Chiều cao 102, tàn ngang 107. Rồi mã số 39 này xin giao lưu cho cô chú chị mình là 4.200.000. Dạ rồi, 4.200.000 nha cô chú anh chị. 40. Mã số 40, cây cúc hoa hồng Thanh Tú, cây này có bông nè anh chị. Sắc lớn luôn cô chú anh chị nha. Già mùa nha anh chị. Cô chú anh chị mình yên tâm về sản giống ha. Rồi nụ nút là no tròn hết trơn á cô chú anh chị. Rồi
hàng cúc hoa hồng mà già mùa cây lớn gì đáng chơi luôn nha quý cô chú. Tàn ống tàn luôn à, đế nở hậu luôn nha cô chú. Cái này hoành lớn anh chị. Rồi, cái này hoành là 35. Chiều cao 97. Tàn ngang 100. Rồi, mã số 40 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.600.000. Dạ rồi, 3.600.000. Quả hồng thanh tú siêu nụ ha. Tố 41. Cúc thọ hương. Rồi quá trời cái tàn luôn rồi cô chú anh chị. Cái này cái tàn lùng lực anh chị, cái phôi thì cũng dữ lắm nha anh chị ơi. Cái này dán mẫu tử luôn rồi quý cô chú anh chị ha. Sát lớn luôn à. Cúc thọ hương nha anh chị. Cái này nút nụ vô ngày ôm nụ cho anh chị, nụ kim nhiều lắm ha. Cái này là ngày Tết luôn á. Dữ lắm cái hoành luôn. Hoành là 52. Dạ 52 hoành. Chiều cao 103. Tàn ngang 119. 41 là xin giao lưu cô chú anh chị mình là 6.800.000 ha. Dạ 6.800. Hoành đi. 42. Dạ 42. Cái đại lộc VIP mịp luôn chị. Cái này lộc đại lộc khủng nha chị. Hàng lùng lực. Cái dàn đại lộc của em thì con cái này là lớn nhất nha. Không, hai cái này không phải. Là đại lộc chùm á. Chùm cuối. Chùm cuối cây khủng luôn nha. Lùng lực lắm nha cô chú anh chị, mà dàn nước nụ là nhìn là đi không nổi luôn nha cô chú. Cái này cái phôi nhìn cũng ghiền nữa anh chị. À. Cái phôi chi cành nó rất là lực anh chị nè. À. Cái một một cốt ba thân. Ờ dạ không lên gì không ba tự không vậy ha. Dạ, mấy cái này liền hết trơn, liền lạc hết trơn rồi cô chú anh chị. Tay cành là điều chưa? Đế thì khỏi chê anh chị. Nè, nguyên cái để đế nè. Cho xem nguyên cái đế nè. À. Cộng ghế lực lực nó bấu xuống nha cô chú anh chị. Cái dây tới miệng chậu luôn ha. Rồi cây đại lộc lớn mà nở hậu nữa nha cô chú. Hoành là 51. Dạ, 51 hoành. Đây. Chiều cao 118. Tàn ngang 130. Rồi cái đại lộc mã số 42 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 11.500.000. Dạ, 11.500.000 một cây khủng bố luôn nha cô chú anh chị. Nhúc nụ tới cái phôi là đáng chơi ha. Mấy cái chọc ghép là to cỡ từ con út ăn lên hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Rồi em ơi. Rồi 43. 43. Rồi cây đại lộc luôn chị. Cái này trực lắc luôn cô chú anh chị, phân tiền không luôn nha. Ờ, cái phôi nè anh chị. Cái lắc lượng từ trên ngọn xuống tới dưới luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này cô chú anh chị nhìn nhận cái đèn nút nụ là thấy mê liền nha. Cái phôi quá xa lực hơn chị. Nó gom một củ ờ, luôn nha. Chân sau nè, chân trước nè. Đuôi nè. Cái này hoành là được 36. Dạ. Chiều cao 115. Tàn ngang 89. 43 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.2. Dạ 4.2 nha cô chú anh chị. Một cây đại lộc trực gấp nút nụ quá trời. Nút nụ nè. À, xem đang nút nè. Xuống cái hả anh chị. Nó 44. Rồi, 44 cây giả phú tăng. Dạ, sát lớn luôn cô chú anh chị nha. Giả phú tăng giúp phôi mai vàng sát lớn nở đế luôn à. Cái này voi già voi lớn luôn cô chú anh chị. Rồi cây này thì nút nụ có luôn rồi cô chú anh chị.
Ờ. Cô bà sát lớn rễ, còn rễ lực lực hơn nha cô chú chị. Cái này hoành là 39. Dạ. Anh ơi, cái máy này nó 45 hả? Chiều cao 100. Tàn ngang 109. 44 này xin giao lưu với cô chú chị mình 4 triệu. Dạ rồi. Dạo Phú Tăng. Phú Tăng này bông nó từ 9 đến 14 cánh hả chị? Mã số 45. Mã số 45, cây hoa hồng Thanh Tú. 4 triệu. 4 triệu, cây 44 triệu. Rồi mã số 45. Quá trời cái mâm tàn luôn rồi cô chú anh chị. Hoa hồng Thanh Tú già mùa nha anh chị. Xác lớn luôn. Cái này nút nụ dữ lắm chị, cái này lá nhìn là mấy lá già nó giờ. Lá già nó vàng nó bắt đầu rụng. Rồi nụ nút là tròn vo luôn. Cái này chi xương khích kịch luôn nha cô chú. Bao ghép nó to cũng cái em ha. Hoa hồng Thanh Tú nha anh chị. Hoa hồng Thanh Tú cây này ghép già mùa ha. Nút khỏi chê luôn chị ơi. Cây này nút cứng cây luôn á. 45. Cây này đế sổ nôm là 22. Hoành 42. Hoành 42 luôn nha quý cô chú anh chị. Thoát thăng 50. Chiều cao 104. Tàn ngang 117. Tàn dù nha chị. Hoa hồng Thanh Tú tàn dù. Ở đế nôm mã số 45 xin giao lưu với cô chú chị là 5.700.000. Dạ rồi, 5.700.000. Tàn lớn cây cũng khéo cây lắm nha cô chú. Này trơn lắm nha, kỹ. Á số 46. 46 là hoa hồng Thanh Tú luôn nha anh chị. Hoa hồng Thanh Tú già mùa luôn. Cây này dáng hơi siêu siêu. Cái tàn này khỏi chê. Nút nụ thì rất là mê. Chỗ nào cũng có nụ hết trơn á cô chú, mỗi nít lá thôi ha. Rồi dáng siêu nha quý cô chú anh chị, bo ghép rồi to to hết trơn luôn ạ. Hoa hồng Thanh Tú. Cái này hoành là được 32. Chiều cao là 89. Cái tàn ngang là 105. Mã số 46 thì xin giao lưu cô chú chị mình là 3.200.000. Dạ rồi, 3.200.000 nha cô chú chị. Nhìn cái mầm lớn rồi ha. Rồi mã số 47. Đại lộc. Cái này lộc già mùa nha anh chị. Siêu chú chị. Cái mầm tàn này hết biết ha. Nút nụ hết hồn. Cái này mầm tàn dữ lắm nha chị. Rồi nút nụ bao ghép lớn hết trơn. Cái chú chị kẹo nụ luôn à. Mã số 47. Mà sao? Mày biết mã là hả? Hoành 32. Chiều cao 89. Tàn ngang 93. Té đã ha, nhìn nó đã ha. Mã số 47 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.700.000. Dạ rồi, 3.700.000. Gặp miếng nào ra miếng đó cho nó. Mã số 40. 48. Đại lộc luôn dê. Ồ dê nó sợ luôn trời. Cây nào cũng siêu nụ hết trơn rồi nha cô chú anh chị. 48 đại lộc, cây này lùng lực anh chị. Cái phôi nở hậu luôn nha. Cây này cô chú chị mình vô cái chậu mà cao lửng lửng anh chị, chậu lục giác cao lửng chút ha, hay là chậu tròn cũng được nữa, nó cao một tí nhìn cây đẹp lắm. Hoành là 35 chị. Dạ. Chiều cao 76. Tàn ngang 88. Mã số 48 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 3.000.000. À, 3.000.000. Đó hết rồi. Rồi mã số 49. Cây cúc hoàng hậu. Mặt dáng 33 mà thân lượng cô chú. Cúc hoàng hậu vậy anh chị. Tàn chính tàn về đặc cậu luôn rồi. Đây, cúc hoàng hậu đây, bông đây. Bông nó là rất là đẹp anh chị. À. Mã số 49. Cúc
Cúc Vàng Hậu thì khỏi chê anh chị, nghe nói bông là nói chung là cái tên thôi cũng kêu rồi. Cái này mà Tết rồi nó gọn cái này khỏi chê anh chị. Lật lá nọ cùng lúc là đẹp lắm. 31 hoành. Chiều cao 103. Tàn ngang 112. Mã số 49 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.900.000. Dạ rồi, 3.900.000 Hoàng Hậu cây lùng lực. 4. Mã số 50. Rồi, 50 là cây chấm 50. Cây cúc vàng thọ 100 cánh đó chị. Dạ rồi, cúc vàng thọ 100 cánh sắn. Nụ nút quét rồi luôn nha. Mã số 50. Cúc vàng thọ, cây nào cũng có nụ nút hết trơn luôn ha. Đế thì có đế luôn cô chú chị, nguyên một bệ đế luôn nha. Cúc quả, cúc quả dạng thọ 100 cánh sắn. Hoành là 34. Dạ. Cao 110. Ngang 108. 50 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 3.800.000. Dạ 3.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 50 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ơn phát tài. Rồi em xin kính chào và hẹn lại. Dạ, cảm ơn cô chú chị đã dành thời gian theo dõi hết. Xin chào luôn cô chú.